Bà Út mới về. Vậy ngồi chơi với ngoại. Ai chở bà Út về vậy bà Út? Về mặt của Út đây. Dạ. Út tự chạy hả? Dạ. Ba chở mộng. Ôi, ba chở mộng về. Em đi xe nãy đó rồi. Ba chở mộng đang về. Dạ. Dạ. Lát kéo vào ghế anh đi chút ship ghế vô dắt để có đường đi sát vô cổng nữa đi con của người ngồi được rồi để ngoài đóng đi cho đỡ nó đi làm này đang bào chuối cà chuối hả? Dạ chị đem bánh lên cúng hả chị? Chị lấy bánh lên cúng bằng hờ ba bự thiệt mà nhiều á. Dạ là bự đó con, bự thiệt hơn này nữa mẹ. Thôi được rồi, cỡ này được rồi. Ai chụp cái đi chị, vậy chụp cái đi. Nhiều hơn, đựng hơn chụp cái. Chị nói là bên kể ở cái trước bàn thờ đó cho ba. Thì đúng rồi. Không, thì chị với lại được rồi. Lặng đem bánh lặng hai dĩa. Chị hai dĩa. Hai dĩa gì ba? Ừ, hai dĩa này. Dạ bánh này nữa nè. Con gì được hả? Không có chứ. Đã hơn chứ. 10 cái. Sao bây giờ? Xong hả mẹ? Bánh xong hả mẹ? Cái này sắp qua lần vậy hai có để chồng lên nữa không? Chồng lên chị ấp xuống. Ấp xuống. Ờ chị ấp xuống được quá. Ấp xuống nó bị gãy. Chị chồng được mà. Ừ. Ờ nó đi. Cái gì đi. Cô biết hả cô? Hả? Biết hả? Trong nhà con cũng có. Thì nó làm về đây đi ra thôi. Ngồi trên xe nó khỏe mà nó mát nữa. Còn hai ngồi gần lắng nghe. Vừa nắng mà nhiều nhất. Ơ à, đổ con. Con thì đi khám bệnh đi xe buýt mà. Hai chặng xe tới bệnh viện là khỏe. Về. Được rồi đó con. Còn một nồi bánh ít nữa. Đây. Còn một chỗ cuối cùng. Ước mộng mới về ước mộng. Dạ. Ai về nè? Ba, về ông ba. Nhà bà nói. Hello. Hello Kitty. Nhỏ về nào? Về qua không có mộng ba. Ông ba mộng Quỳnh luôn. Ông ba. Con ghé nó sáng giờ á. Ghé nó 7 giờ cả nhà con. Ông về sáng không? Không hai tại nó đi học tới hai con không cho nó nghỉ. Ông sáng mới về hả? Ông mới về hồi sáng. À, vậy hồi có 2 giờ á, lần ngoài tới 4 rưỡi mới đi. Vậy hả? Không? Cực quá ha, đi cực quá, từ hôm nay về cực quá. Cứ vậy đó à. Ngồi chị đi. Dạ. Anh không kể. Anh không kể. Anh không kể. Bà nội nè. Mà nói nha. Con vô vậy như mẹ chào. Nói lỗi. Hồi đó mới đầu đâu biết. Để ối. Chị lấy gì mà vậy chưa tới giờ ăn lẩu rồi.